Xin chào các bạn, mình là Thanh Hằng. Hiện tại mình đang làm việc tại công ty cổ phần chứng khoán MB, công ty con của ngân hàng quân đội. Hôm nay mình sẽ tiếp tục nhận định thị trường, xu thế thị trường hiện tại và cổ phiếu ngành bất động sản cập nhật đến cho các bạn. Như các nhà đầu tư có quan sát, theo dõi thị trường thời gian vừa qua thì có thể thấy là thị trường chung cũng như là các mã cổ phiếu, hầu hết các mã cổ phiếu trên toàn thị trường thì đều trải qua sóng giảm rất là mạnh theo cái đà giảm của thị trường chung. Đây là đồ thị của VN Index theo đồ thị ngày. Chúng ta sẽ quan sát nhìn vào đồ thị tuần để thấy được xu thế dài hạn của thị trường. Từ đầu trong khoảng từ hồi tháng 4 cho đến tháng 6 thời điểm hiện tại thì thị trường bước vào downtrend. Như các bạn thấy ở đồ thị tuần ở đây. Và VN Index giai đoạn hiện tại thì có thể coi là đang bước vào sóng giảm C. Thường một xu thế giảm thường bao gồm 3 sóng giảm. Đó là sóng giảm A và sóng hồi B và sóng giảm C. Sóng giảm A của thị trường thì chúng ta quan sát đồ thị tuần ở đây. Có thể cho là bắt đầu từ hồi khoảng mùng 4 tháng 4 cho đến mùng 9 tháng 5 và sau đấy đến sóng hồi B là thị trường hồi từ vùng khoảng 1.150 điểm, vùng 1.150 đến 1.160 điểm là vào hồi khoảng mùng 9 tháng 5, hồi phục lên đến vùng 1.310 điểm, khoảng vùng 1.300 điểm là đến khoảng mùng 6 tháng 6 và sau đó thì thị trường tiếp tục giảm cho đến thời điểm hiện tại. Có thể coi là đang nằm trong sóng giảm C. Phiên ngày hôm nay thì index có một cái phiên hồi phục khá là tốt sau khi chạm cái vùng đáy cũ, vùng hỗ trợ khoảng 1.160 điểm. Có sự hồi phục trở lại. Tuy nhiên, khi nào thì chúng ta có thể xác định được là thị trường thực sự hồi phục trở lại hay không? Thì các bạn có thể kẻ một cái đường kênh giảm giá của thị trường. Ví dụ như cái đường màu đỏ mình vẽ ra ở đây, nối hai đỉnh vào với nhau, thì chúng ta sẽ hình thành một cái kênh giảm giá. Chỉ khi nào mà chỉ số VN Index vượt được khỏi cái đường kênh giảm giá này, tạo đáy thành công và vượt được khỏi cái đường kênh giảm giá này, thì khi đó mới xác nhận là hồi phục thực sự và bước vào một cái xu thế tăng mới. Còn hiện tại thì thị trường vẫn đang trong sóng giảm C, nên chúng ta vẫn cần hết sức là thận trọng. Ngắn hạn sau khi mà thị trường chạm vùng hỗ trợ là vùng đáy cũ khoảng 1.160 điểm, thì đang hồi phục trở lại. Thì đối với những nhà đầu tư nào mà xác định đầu tư ngắn hạn thì có thể canh cái nhịp hồi phục này để bán ra cổ phiếu và giữ tiền đứng ngoài cho đến khi mà thị trường bước vào một cái xu thế tăng mới. Nếu các bạn có theo dõi trên kênh YouTube của mình thì có thể thấy là trong suốt giai đoạn năm vừa qua cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn tư vấn đầu tư xuyên suốt theo cổ phiếu ngành bất động sản. Lý do là bởi vì đất thì là loại hàng hóa mà không thể sinh ra thêm được và giá đất thì vẫn luôn tăng qua thời gian. Đặc biệt là trong bối cảnh chính phủ vẫn đang dùng các gói hỗ trợ kích thích nền kinh tế. Nói cách khác là cung tiền để hỗ trợ nền kinh tế thì điều này sẽ ảnh hưởng đến lạm phát. Như các bạn thấy là hiện tại thì giá xăng dầu tăng rất là mạnh do xung đột thế giới giữa Nga và Ukraine đẩy giá xăng dầu tăng lên rất là mạnh. Kéo theo đó thì giá cả hàng hóa, nguyên vật liệu cũng tăng rất là mạnh và điều này ảnh hưởng trực tiếp đến lạm phát khi mà cái đồng tiền chúng ta tiêu thời điểm hiện tại có thể nói là nhanh hơn rất là nhiều
so với giai đoạn chỉ một vài năm trước đây. Tức là lạm phát ngày càng nặng nề hơn trên thực tế khi mà thu nhập của chúng ta không thay đổi hoặc là giảm đi mà cái giá cả hàng hóa chi tiêu hàng ngày thì lại ngày một tăng lên. Chính vì vậy nên là áp lực lạm phát rất là lớn, khiến cho đồng tiền thì ngày một bị mất giá đi. Và khi mà tình hình lạm phát ngày càng nặng nề thì người dân sẽ càng có xu hướng là mua những tài sản giá trị để tránh cái việc đồng tiền bị mất giá, như là vàng hay là bất động sản. Và như các bạn thấy thì giá vàng so với giá đất thì cái mức độ tăng giá nhanh và mạnh hơn qua thời gian, thì có thể nói là giá của bất động sản. Và chính vì vậy nên những doanh nghiệp ngành bất động sản mà sở hữu quỹ đất lớn, vị trí đẹp thì vẫn luôn là những doanh nghiệp rất là tiềm năng trong dài hạn. Tuy nhiên là trong ngắn hạn, thị trường chung cũng như là các mã cổ phiếu cụ thể thì sẽ luôn có những giai đoạn là sóng tăng, sau đó là đến sóng giảm. Thế thì cái giai đoạn mà thị trường cũng như là các mã cổ phiếu giảm từ đầu năm đến nay thì cũng do rất là nhiều những cái lý do, như là thứ nhất là những cái tin tức xấu mà ảnh hưởng đến thị trường. Ví dụ như đầu năm thì có Tân Hoàng Minh bỏ cọc, rồi là những cái thông tin về việc bắt giam đó, bắt đầu ảnh hưởng dần đến thị trường chung. Thứ hai là vấn đề về lạm phát, khi mà lãi suất tăng, giá xăng dầu tăng, dẫn đến giá cả hàng hóa cũng tăng, lạm phát tăng, dẫn đến là Fed, động thái của Fed là nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Và cái động thái nâng lãi suất là cái động thái mà ảnh hưởng trực tiếp đến dòng tiền trên thị trường chứng khoán. Khi mà lãi suất tăng thì thường là các nhà đầu tư lớn họ sợ hãi và muốn bảo vệ cái tài khoản của mình, nên là họ sẽ rút dần tiền ra khỏi thị trường. Rồi một lý do nữa là những cái biến động bất thường trên thế giới, như là xung đột giữa Nga và Ukraine. Rồi là rất nhiều những cái cấm vận từ Mỹ áp đặt lên một số đất nước, dẫn đến một cái tình hình bất ổn và khiến cho cái dòng tiền lớn trên thị trường thì muốn bảo vệ và động thái là rút dần ra khỏi thị trường. Tuy nhiên, tất nhiên là thị trường sẽ không giảm mãi, cũng như là cũng sẽ không có gì là tăng mãi. Chúng ta sẽ nhìn vào cái định hướng của chính phủ hiện tại là mặc dù có tăng lãi suất, tuy nhiên thì cái việc tăng lãi suất vẫn còn rất là ít và rất là thấp so với việc cung tiền, so với lượng cung tiền M2 mỗi năm. Nghĩa là khi lượng cung tiền vẫn còn lớn thì vẫn sẽ ảnh hưởng đến lạm phát và việc đồng tiền mất giá, và người dân vẫn sẽ đi tìm mua các cái tài sản giá trị để trú ẩn như là bất động sản. Hơn nữa, việc tăng lãi suất cũng rất khó có thể thực hiện ngay và với mức tăng mạnh, bởi vì cái việc tăng lãi suất sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến rất nhiều doanh nghiệp sản xuất.
thực đang vay vốn tín dụng, thì cái việc tăng lãi suất nhanh và mạnh sẽ khiến cho các doanh nghiệp sản xuất có thể lâm vào tình trạng rất là khó khăn và gây ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế, toàn nền kinh tế. Chính vì vậy nên việc tăng lãi suất cần phải hết sức là thận trọng. Và theo cá nhân mình thì đối với nền kinh tế Việt Nam như hiện tại thì khả năng là chính phủ vẫn sẽ ưu tiên cái việc thúc đẩy hỗ trợ nền kinh tế, và lượng tiền được cung ra để hỗ trợ có thể sẽ ngày càng lớn hơn. Có nhiều những cái gói thúc đẩy hỗ trợ nền kinh tế như là gói hỗ trợ lãi suất 2% vừa qua, và bất động sản vẫn sẽ là nơi hút dòng tiền lớn. Và chính vì vậy thì mình vẫn luôn khuyến nghị những doanh nghiệp bất động sản mà sở hữu quỹ đất lớn và vị trí đẹp để đầu tư dài hạn, đối với các nhà đầu tư dài hạn, và đầu tư theo xu hướng đối với những nhà đầu tư mà ngắn hạn hoặc là trung hạn, đầu tư theo trend. Một số các doanh nghiệp bất động sản sở hữu quỹ đất lớn mà giai đoạn giảm giá rất là mạnh vừa qua thì vốn hóa của doanh nghiệp về ngưỡng rất là thấp so với giá trị tổng tài sản quỹ đất mà doanh nghiệp đang sở hữu, cũng như là lợi nhuận kế hoạch của doanh nghiệp trong năm nay và các năm tới. Thì cái mức vốn hóa hiện tại còn rất là thấp và rất là rẻ sau cái đợt sập giá vừa qua. Và thị trường hiện tại thì những cái đợt sóng giảm ngày càng nhanh và mạnh hơn, do là toàn thị trường cái mức độ sử dụng margin rất là cao khi mà thị trường vào giai đoạn uptrend tăng mạnh. Thì chính vì vậy khi mà vào ngược lại vào những cái giai đoạn giảm giá thì các tài khoản mà sử dụng margin cao thì sẽ rất dễ bị cảnh báo, cũng như là bị fork sale, bán tự động tài khoản. Nên là lượng cổ phiếu bị bán ra càng mạnh và càng nhiều, dẫn đến những cái đợt sụt giảm ngày càng mạnh hơn của các cổ phiếu. Và đây cũng là bài học về việc quản trị vốn đối với các nhà đầu tư, đặc biệt là vấn đề về sử dụng margin. Chúng ta nên phải có lên được kế hoạch rất là kỹ đối với cái vốn đầu tư của mình, quản trị ra sao. Thì đối với những nhà đầu tư dài hạn thì mình khuyến nghị là chỉ nên dùng vốn nhàn rỗi, tức là không cần dùng đến trong ngắn hạn, cũng như là không nên sử dụng việc vay nợ đối với những nhà đầu tư dài hạn. Thì cái việc mà sóng tăng sóng giảm nó sẽ không bị ảnh hưởng mạnh đến cái tài khoản. Còn đối với những nhà đầu tư mà ngắn hạn hoặc là trung hạn, đầu tư theo trend, thì chúng ta chỉ nên sử dụng margin khi mà trong sóng tăng. Còn khi đã hình thành sóng giảm, kể cả lỗ thì cũng phải nên là thoát sớm margin, tránh để tình trạng bị call margin rồi là fork sale, cháy tài khoản. Hậu quả sẽ rất là nặng nề. Và đặc biệt đối với những nhà đầu tư ngắn hạn và trung hạn thì cần có cái sự quản trị vốn chặt chẽ hơn. Đặc biệt khi mà cổ phiếu đảo chiều nhanh thì chúng ta cần phải luôn có cái ngưỡng, một cái ngưỡng cắt lỗ dành cho tài khoản của mình. Tức là khi về đến đó thì không thể chịu được nữa và sẽ bán sạch tài khoản. Vấn đề về quản trị vốn phải luôn luôn thật là chặt chẽ, kể cả khi chúng ta có tìm ra được một cơ hội cực kỳ tốt hay và tiềm năng. Hiện tại đồ thị của các mã bất động sản đa phần là giống nhau, khi mà cùng trong một cái xu thế giảm giá và cùng trải qua các cái giai đoạn sóng giảm. Như ở đây là đối với DIG thì cổ phiếu trải qua cái sóng giảm A là từ hồi tháng 1 năm nay cho đến tháng 2. Sau đấy là sóng hồi B là từ tháng 2 đến tháng 3, và sóng giảm C là từ hồi tháng 3 cho đến thời điểm hiện tại. Thế thì khi nào chúng ta có thể tham gia vào lại cổ phiếu? Thì
khi mà cổ phiếu vượt được khỏi kênh giảm giá của sóng giảm C, kênh giảm giá của sóng giảm C, mình vẽ ra ở đây, nối các đỉnh vào với nhau của sóng giảm C, đường màu xanh các bạn có thể quan sát trên đồ thị. Khi mà giá cổ phiếu vượt được khỏi cái đường kênh giảm giá của sóng giảm C thì chúng ta kỳ vọng là cổ phiếu có thể là tạo đáy và bước vào kỳ vọng là ở chân của một cái con sóng tăng mới. Tất nhiên khi mà giá cổ phiếu trải qua giai đoạn giảm giá rất là mạnh và dài thì chúng ta khó khó có thể kỳ vọng là cổ phiếu có thể tăng được mạnh, tăng được tốt lại ngay, mà thường là cần có thời gian tích lũy để có thể tạo nền chắc và tăng bền sau này. Thế thì một cái tín hiệu an toàn là chúng ta có thể chờ khi mà giá cổ phiếu vượt được khỏi đường kênh giảm giá của sóng giảm C. Và an toàn hơn nữa khi mà giá cổ phiếu vượt được hẳn cái đường kênh giảm giá dài hạn, đường màu đỏ này, tính từ đỉnh cao nhất là hồi đầu tháng 1 đầu năm nay. Và tất nhiên là khi mà tín hiệu kỹ thuật càng chắc chắn, càng đẹp thì lúc đó giá cổ phiếu sẽ càng cao. Thế thì chúng ta chấp nhận cái mức độ cân đối giữa rủi ro và lợi nhuận như thế nào, tùy theo khẩu vị của từng nhà đầu tư có thể xác định tham gia. Các tư vấn chi tiết về phân tích doanh nghiệp, thông tin cập nhật gần nhất cũng như là các tư vấn điểm mua bán tham khảo đầy đủ thì các bạn có thể tham gia vào room tư vấn đầu tư VIP và một số khuyến nghị tham khảo trong room free. Thì các bạn có thể tham gia các room tư vấn theo hướng dẫn mình để ở bên dưới video. DIG rồi là đồ thị của L14. L14. Hay là sell. Cũng tương tự như vậy. Một điểm đáng lưu ý về volume giao dịch, đặc biệt là đối với DIG và L14, các bạn có thể để ý thấy là cái vùng mà giá cổ phiếu giảm sâu, cổ phiếu liên tục khớp lệnh 10 triệu một phiên, tức là khối lượng rất là lớn so với giai đoạn trung bình của cổ phiếu. Đây, cái lượng volume khớp lệnh rất là lớn. Thậm chí là trong những cái giai đoạn mà cổ phiếu giảm mạnh trước đó hoặc là đi ngang thì cũng có rất nhiều phiên khớp lệnh khối lượng lớn. Nghĩa là trong cái sóng giảm vừa qua thì cơ cấu cổ đông đã thay đổi đáng kể. Ví dụ như là DIG thì Him Lam đã thoái vốn. Cũng như là về cơ cấu cổ đông nhỏ lẻ thay đổi rất là mạnh. Lượng lớn cổ phiếu đã chuyển từ nhóm cổ đông này sang nhóm cổ đông lớn khác. Rồi là L14 cũng tương tự như vậy. Những cái phiên khớp lệnh khối lượng có thể nói là kỷ lục. Những cây volume rất là cao. Khi mà giá cổ phiếu giảm về những cái vùng rất là thấp. Trên đây là những phân tích cập nhật của mình về xu thế thị trường chung và một số mã cổ phiếu bất động sản tiềm năng mà các bạn nào quan tâm có thể tham khảo, tư vấn. Các bạn có thể đăng ký kênh YouTube của mình để cập nhật những video tiếp theo. Các bạn cần tư vấn trực tiếp có thể liên hệ theo số điện thoại Zalo mình để ở bên dưới video, hoặc tham gia các room tư vấn cũng như là để lại comment ở dưới video. Nếu mình thấy là mang tính chất xây dựng và hữu ích thì mình sẽ xem xét và cập nhật trong các video tiếp theo. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video
và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau.